phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm, nên dù tiếp nhận nhiều dự án với diện tích đất thu hồi lên tới hàng trăm hectare đất, song xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ không để xảy ra tình trạng trồng cây trục lợi. Ngay sau khi có thông báo thu hồi đất phục vụ dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, gia đình ông Hậu, ông Quảng cũng như nhiều hộ gia đình khác ở thôn Quần Ngọc đồng thuận bàn giao diện tích đất nông nghiệp của gia đình mình. Hộ ít thì 5 sào, hộ nhiều gần 1 mẫu đất nông nghiệp và tất cả diện tích khi bàn giao đều giữ nguyên hiện trạng. Kể cả xúi dục chúng tôi cũng không làm, tại vì chúng tôi xác định rồi là có thế nào hưởng như thế thôi. Thôn tôi là không có ai vi phạm về mang cây ra trồng để chuộc lợi. Gia đình chấp hành rất đầy đủ chủ trương chính sách của nhà nước, giao lại toàn bộ diện tích, không làm trái lương tâm mang cây qua nhà rồng chạy dự án để chuộc lợi. Dự án đầu tiên thu hồi đất tại địa bàn xã Trung Hòa vào năm 2008. Ngay theo xúi dục một số hộ dân mang cây lâu năm về trồng trên diện tích lúa. Sự việc gây khó khăn cho công tác kiểm đếm, xác minh, xử lý và bồi thường giải phóng mặt bằng. Xã đã kiên quyết mời các hộ về trụ sở làm việc và yêu cầu di chuyển ngay số cây đã trồng. Rút kinh nghiệm từ sự việc trên, các dự án sau đó được xã giao cho cơ sở thôn, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền và kiên quyết ngăn chặn xử lý khi phát hiện sai phạm. Giao cho anh em công an nắm tình hình trường hợp mà đã mua cây về để thực hiện cái việc mà trồng cây trục lợi, chúng tôi phải ngăn chặn ngay từ đầu. Còn nếu mà để xảy ra thì đương nhiên các hộ sẽ học nhau, nó tạo ra cái mất công bằng, nên chúng tôi phải xử lý kịp thời trong các dự án tiếp theo, cái việc thu hồi nó dễ dàng hơn. Từ những kinh nghiệm trên, dù giải phóng mặt bằng 8 dự án với tổng diện tích đất trên 300 hectare của trên 3.000 hộ dân, trong đó có 2 dự án trọng điểm của tỉnh là dự án khu công nghiệp Yên Mỹ Vigracera và dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, nhưng xã Trung Hòa không để xảy ra tình trạng trồng cây đón đền bù. Và đây là địa phương được đánh giá cao về nỗ lực giải phóng mặt bằng nhanh, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.